nhóm gà đóng lè phát. Gịnh nhớt hay gì? Gịnh cái nước ra hay vậy? Ướt đi. Xiết rồi xiết nắp lắp lại coi. Xiết nắp lắp lại, mới nào? 140 hả? Ừ. Mới hay cũ? Thì hỏi anh giặt nắp cho em rồi phải không? À, cái máy đó máy cũ hả? Ừ. Còn máy mới là máy nào nữa? Máy mới là máy đó chứ máy nào nữa trời. Chưa mua máy mới nữa hả? Trời, cái gì mà máy này nó mà lập là chơi máy mới nữa. Rồi, hello tất cả các bạn, lúc này là buổi trưa nha. Là cái thời gian mình ráp cái máy này là một đêm với một ngày, chưa kể là ngày chiều qua làm nằm rồi lại nữa. Thì cái động cơ Honda GX160 này nè, nên đến đây thì nó đã hoàn thiện rồi. Kiểm tra coi lọc còn thiếu gì không nào. Quay nhầm quay, quay nhầm quay. Thôi đủ rồi. Các bạn thấy gì không? Cái bô lửa hứng nước mưa nè. À, thì báo cáo các bạn này, động cơ này đáng lẽ là nó không hư. Im lắm. Nhưng mà các cái nhà mới các bạn, bạn lọc các cái nhà mới cái đầu ba cái cũ dục ở ngoài xòe hết. À, thành ra cái máy này nó hứng nước mưa một tháng nay, mà các bạn biết một tháng nay là mưa già nữa, mưa dữ dằn luôn, dở ra ha. Nó xét hết trơn nồng, lên nồng. Rồi gặp cốt, gặp dên rồi lại hết trơn, làm cho nó khít lại các bạn. Tại vì cái này á, cái máy này không phải là nó không chạy là không phải là cốt lỏng, nhưng mà cốt nó lỏng sẵn. Cốt lỏng sẵn mà hình như cái máy này tình trạng là nó có thiếu thiếu nhất á, chạy nó mới lột. Nó sẵn đó mình gặp giá cốt lại luôn. À, đồng thời cũng cố bởi bình xăng con rồi tất cả các thứ, nhưng mà thật ra cái bình xăng con này nó giật là gần nửa ngày đó các bạn, chạy ra nhỏ không được. Bỏ cơm luôn đó, chỉnh được mới vô ăn cơm là bạn lọc lại đó. Thì hôm trước đem lại bữa nay gắp vô gì thấy sao? Chưa biết, giật lên cho mới biết được. Thấy nó khá hơn bữa hổm không? Nó sạch sẽ hơn rồi đó. Dạ, yeah, chà rửa đó, khúc tới khúc này quá mệt rồi, nghỉ chà các bạn. Quá, bạn lập bỏ quá. Người ta dân có tiền, ta mới bỏ rơi bỏ ghế. Còn trời này cũng chưa có chưa có tiền nhiều hôm nữa mà cũng bỏ. Từ lưa hết trơn luôn các bạn ơi. Giờ thì dịch phát thì chạy cái gì về. Ê, cái gì nghe gục gục quang. Đã còn ốc nào nữa sao? Còn chà, như giờ có cái đó. Có cái ốc luôn đó. Nói thằng ốc khác vô mà vẫn còn đánh ốc này hơn nữa. Rồi, rồi thấy ai? Thôi vậy bỏ ốc đó luôn đi. Sao được? Chim miếng đồng đàn chứ. Chim miếng đồng đàn vô. Chứ giờ hết ốc ngắn rồi, kiếm lồng đàn nữa coi. Đó các bạn. Từ lưa hết trơn rồi, bây giờ kiếm con ốc không ra luôn. Không ốc ngắn nhóc hết, kiếm ốc dài không ra. Bây giờ ốc dài thì nó hơi bao la, ngắn hết trơn. Rồi, giờ kiếm nó lồng đàn đi bạn Lộc. Lực đây rồi. Lực nhỏ thật, có kiếm được. Các bạn thấy bên đây còn cái thây ma này nữa nè. Thì bữa hôm trước mình lãnh là lãnh ba cái máy, mình giải quyết một cái rồi, còn tới cái băng lọc, còn cái này cuối cùng là lột dên. Bỏ lại sao đi, mệt rồi. Xong máy đó mình sẽ sửa cái máy dầu này. Ok rồi, em tự dặn vô luôn đi. Cái này lúc này là sửa trả nợ không nha các bạn, chứ không phải sửa máy mới nha. Máy này lãnh lâu lắm rồi nha. Giờ sửa cho nợ không à, để nhiều khi các bạn có mấy cái máy gửi sẵn cái rồi mà nó sao không được, máy cũ mà sửa máy mới bị la nữa. Này, báo cáo trước. Bây giờ thì nhớ đầy đủ xăng thì còn cho mình xăng con chạy luôn. Rồi. Phát lọc ơi. Phát lọc không? Công tắc kim chưa? Rồi. Kim kiểu này giật chết nè. Nhập này vô bẻ vô. Máy về quấn lại làm gì làm nha.
tê tê nhảy ra hay gì? Không giật. Mà kéo le đầy le không? Nhóm gà, đóng le, phát. Cái tôm này là của bạn Hậu về là bắt vô nha. Giờ nó xúc ra nè. Súng rồi, mượn bắn vô luôn. Nếu kiếm bạn Hậu được cái súng này không được, cái súng kia. Kiếm cái đầu 13 đi. Cái súng nằm ở trên cái đó kìa. Cái kệ chìa khóa ngang cái máy giặt á. Bắn vô cái coi. Nhắm chưa? Hồi này nó ưa nhắm đó. Tại vì không chưa bắn mà. À, bạn đọc bắn vô cái coi. Chưa? Hay là nữa? Sao gì vậy ta? Cái chân đứt luôn đó. Chơi đâu, thấy vậy đứt đó. Đứt luôn á. Ok. Rồi thì tới đây thì mình cũng đã hoàn thành cái động cơ này. Phót bọng đồ đàng hoàng ha. Bữa nay chạy là không có dấu hiệu gì xì nha. Keo đồ cẩn thận nha. Hôm trước gỡ ra các bạn ơi, tấm con này tả tơi gan như áo vũ cửa hàng vậy đó, không xì sao được. Thì nói chung cái động cơ Honda mà của Nhật các bạn, này Nhật cấp Thái nè, này có cái tem nè, thì nó chạy cũng ok, nhưng mà nhiều khi nó chạy nó còn giọt hơn cái Honda Nhật nữa, tin không? Bóc hơn hả? Tại vì này, IC ổng họ hình như không có hãm, chạy thấy mấy Honda Thái chạy thấy bóc. Honda Nhật nhiều khi người ta giảm tua lại đó để người ta lấy độ bền, còn Thái là chơi xả ga. Các bạn đó, thấy bên Thái là dân đua giỏ đồ dữ dằn không? Chạy mở tua. Cỡ 2-3 ngày vậy là mình kéo lúc được chưa? Theo giờ chạy là gai chạy cảm thấy nhẹ thì kéo mình cũng vừa thôi. Máy này ở chợ bên trong nó nát từ lưa trơn rồi. Bắp vừa yếu lắm. Nó xét từ lưa. Thì cứ chạy đi, chạy nào bể thì mua máy mới vậy thôi. Bể là đem lại cho anh bán cho anh nghỉ luôn. Yếu hả? Mấy thằng này đâu cần. Cần hả? Vậy đi kiếm cá đồ ăn chơi thôi ha. Rồi. Nói gì cho cũng dưỡng sức em ơi. Tiền cái gì cũng mua bằng tiền không đó. Không có ai cho đâu. Đó mua cũ mấy triệu à? Mấy triệu? 2 triệu rưỡi. Mua về máy còn 80% nữa. Vì xài gần chục năm rồi. 80% bây giờ em nghĩ là giờ nó còn nhiêu phần trăm? Còn nhiêu 2-3% gì. 20-30% á, mình sửa lại làm gì cũng được 50% chứ lúc mà 20-30%. Ừ, cấp à, đem lại kìa. Ừ. Cấp mới đem lại kìa. Mới đem lại ha. Đem lại nó không có phần trăm nào cho đâu có chạy được đâu mà phần trăm. Gỡ ra cái ối hàng luôn các bạn ơi. Từ lưa xét rồi, máy nếu mà các bạn mua xe tải, mua mấy ngày mà nghe nói mà xe ngập nước ha là ta sợ dữ lắm. Mà cái này máy ngập nước nó cũng sợ luôn. Tính là liền. Nhưng mà nhẹ giật nha. Chính làm cò lại đàng hoàng là nhẹ giật hơn hôm trước đó. Hôm trước cò hở lắm à. Máy Honda hoặc là Mitsubishi các bạn cò hở nặng giật nha. Nếu ai đã từng xài cái máy mới, máy thùng mà đang nhẹ giật á, tự nhiên cái nó nặng giật á, thì gửi là chỉnh cò, chỉnh khích lại sẽ nhẹ giật. Còn bạn Lộc thì mình không khuyến kháo nha. Bạn Ngọc Lộc ra gỡ chỉnh lum hư công nem đây nữa nha. Rồi nói chơi cho Lộc dễ gì chạy được là để luôn các bạn ơi. Rồi rồi về thăm nhất nha, chạy Uday khoảng 3 tiếng, về bắt dạng si chạy Uday 3 tiếng bỏ đó cho tôi rồi. Ok. Ừ, rồi đây, cứ để gần đây về chạy quậy ha. Ừ, rồi hơn là hơn ra nhỏ ti chút xíu cho nó tròn vòng, đừng để sặc sặc, để sặc sặc là nó hao xăng, chạy phải cho cái máy nó tròn, nó đừng có sặc. Rồi ừ nhớ nha. Rồi. Cái xe cũng vậy nữa, em chạy ga mà ga nhỏ nhỏ chạy hao xăng, nhất là tay ga nha, mà chạy khoảng chừng 30 cây số trở lên nó mới nhẹ xăng lại. Rồi cái đó là điều cơ bản luôn đó nha. Rồi vậy cứ luôn đó mày. Rồi chúc em thành công. Rồi tiễn bạn Lộc về thì mình tiếp tục mình chiến đấu với ba cái đồ này nữa các bạn ơi.
Rồi, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại cái video sau nha.